Thank you very much. Liverpool matches do sometimes resemble basketball games, but Klopp will be hoping for a bit more control tonight. And the team news headlines for the Reds include 6 changes from the trip to Old Trafford, 3 of those in the back four. With the same fate should not befall Atalanta. We have a little bit more fight about them. They're a bit more streetwise. They're a better team. Manchester United and Salah joined on the bench by Trajulic and Charles de Ketelera, who's back from a hamstring strain. Một shop house rộng rãi, thoáng mát tại thành phố biển giữa lòng Hà Nội, Ocean Park. Chúng tôi đi từ trung tâm thành phố tới đây khá xa. Trời Hà Nội bắt đầu đổ nắng lên, đến nơi thì hơi mệt, nhưng khi bước vào một không gian làm việc mát mẻ,